càng bí ẩn. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Thời Tới Rồi. Và thời tới với ai? Dĩ nhiên không phải những người bên dưới. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi mới, đó là thi hát karaoke. Thời chắc của ca tới rồi. Em nghĩ là ai sai nhịp nhiều nhất lợi. Em lợi. Khỏi thi. Khỏi thi. Ở đây lợi thế là ca sĩ không ạ? Ca sĩ không. Không đâu, em ít ràng nhịp. Em không vô nhịp được. Ờ đúng rồi chị. Em không vô nhịp được. Thôi vậy ba đứa thua đi rồi, để tụi anh thắng được rồi. Ba đứa thua đi rồi, để tụi anh thắng được rồi. Luật vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Dạ. Khó đoán. Mời chọn bài hát. Ở đây có 5 bài. Chờ ngày mưa tan, anh cứ đi đi vài lần đón đưa, anh ơi ở lại và cơn mưa tình yêu. Buka. Dạ. Trong clip này thuộc bài này. Anh cứ đi đi, Buka chọn anh cứ đi đi. Chọn anh ơi lỡ. Anh ơi ở lại, em ly. Chắc vài lần đón đưa đi. Vài lần đón đưa Trần Thứ Bình. Anh em vài chờ ngày mưa tan. Chờ ngày mưa tan. Em không biết thuộc không. Chu Kỳ San. Vậy còn lại bài cơn mưa tình yêu. Bài cơn mưa tình yêu. Mưa xa dần hàng cây. Hạt mưa mơn mang giây phút này. Đúng rồi. Hát vậy mà em nhận ra bài luôn hả? Cái bài mà ca sĩ kim nhạc sĩ. Ta ta đưa em về bên nhau. Một phút anh ngơ ngơ. Một phút em thầm mơ. Hà là cứ mưa tôi mang đi. Để danh à. Rồi, ai muốn hát trước ạ? À, hát trước đâu có bị loại đâu hả? Đúng, không liên quan. Không, tại vì cái dòng này bắt đầu thời lượng cái gì bắt đầu ngắn dần. Vài lần đón đưa Trịnh Thăng Bình, vỗ tay nồng nhiệt. Bên bộ phận sân khấu, để đứa này ra đây giùm. Giải hát nè. Rõ chứ, hỗ trợ chương trình. Trần giao kiểu karaoke rồi đó. Em micro không vừa tầm em. Micro thấp quá, cao lên tí. Không vừa tầm em. Gần lại. Lên lỗ mũi rồi. Mời các bạn nữ đứng lên đây. Và chúng ta sẽ có một cái lượt. Mọi người đã chọn bài hát rồi đúng không ạ? Lượt như sau. Karaoke, lời ca bí ẩn. 5 người chơi chọn một bài hát từ danh sách của chương trình và hát karaoke ca khúc đó. Sau khi hát xong, lời bài hát nào có từ 10 nhiều nhất loại, từ 10 ít nhất loại. Trò chơi bắt đầu. Hả? Lo không ạ? Lo nhạc. Ai đi theo em mấy lần phố mưa, mưa bay theo em áo dài đón đưa, hồn tựa là mưa, mưa vòng hát. Yo. Ai đi theo em mấy chiều phố xa, bay theo em lối về thiết tha. Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ. Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên. Vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín. Lo anh ơi, mưa nhiều quá. Rồi Trịnh Thứ Bình, bài hát vài lần đón đưa. Có 4 mưa. Không, 5 mưa. Trịnh Thăng Bình, bài hát vài lần đón đưa có tất cả là 5 chữ mưa. Rồi, mời qua đây. Đó, chưa biết là cao hay thấp là đứng giữa ha. Qua bên bàn ăn luôn ạ, đứng giữa ha. Lên. Chú Kỳ San. Tan rồi chị, tan rồi hết đó. Hèn chi này mà ca sĩ nhiều quá. Lòi em sớm. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả. Chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá. Tại sao anh lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ anh? Dù cho em, chính em rời xa anh. Và anh sẽ chờ một giấc mơ, nắng sẽ về khiến mưa trôi xa. Cơn gió khẽ mang em về bên anh. Vỗ tay đồng nhiệt. Chờ ngày mưa tan.
4. An toàn. Lỡ mấy cái còn lại 6, 7, 8, 9 sao? Ai tiếp theo? Chú ca đi. Vô, 2, 3, vô. Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, quá mệt mỏi. Đôi khi là mình ngô nghê, tìm một người để nói rơi lệ. Chưa có mưa, chưa có mưa. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa. Khi yêu ai thì dù trong mưa, trong mưa, trong mưa, mà tôi thấy ấm áp dư thừa. Ít lên đó. Là thế. Tiếp hết rồi chị, hết khi rồi. Ai chẳng cần biết nữa đó. Mình không thuộc thì mình dịch thì anh cứ thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngóng nghe. Hạnh phúc ra sao yêu thương nhiều nào. Dạ em gái ơi, cái kiểu hồi nãy là em đã bít lên 3 lần mà tại sao ở đây vẫn là số 1 ạ? Cái này là phòng kỹ thuật phải coi lại. Em là người chọn đầu tiên luôn á. Tại vì em chỉ có thuộc bài này thôi. Mà chương trình là hát karaoke là có lời mà cần gì phải thuộc. Thôi cái số em không hợp với ca hát rồi, xui rồi. Xui. Xui. Yeah. Tiếp theo ạ. Chào chị nha. Em, vô. Chào mừng mọi người đến với tiết mục ballad Anh ơi ở lại do nữ rapper Emily thể hiện. Là chia tay, sao nhìn lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngây, bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa có nữa, mưa, có mưa. Chiếc ôm đã làm trái tim em có cầu vồng. Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan, anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Vô. Mưa xa dần hàng cây. Để em phụ nha. Hạt mưa mơn man giây phút này. Ánh sao đưa ta về bên nhau. Lên. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm thơ. Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em. Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên. Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Thôn thức. Hết rồi. Thôn thức. Dạ hết rồi. Hết rồi. Bên lời của bao nhiêu đó thôi. Như vậy chúng ta đứng vào vị trí đi ạ. Đây. Cái kiểu của em á cũng không có duyên gì với âm nhạc. Cho nên em cũng không thấy buồn gì lắm đâu. Người chọn đầu tiên chọn bài hát mình muốn luôn, còn những người còn lại người ta chọn sau. Tại vì đâu biết luật trước đâu. Biết luật trước là em nhẩm rồi. Xui, âm nhạc nó cứ quay lưng với em thôi à. Em cứ cố tình chào vô thì nó cũng quay lưng lại với em. Thì nói chung buồn. Đi xuống anh Bình đó. Trịnh Tấn Bình và Buka loại. Yeah. Ơi, đi anh ơi. Rồi chung bữa. Hai người chơi tiếp theo bị loại và ba người chơi tiến vào vòng tiếp theo.